luôn. Mùi xa quá. Ui, hai con cánh, con mái nó ghê kinh. Chết mẹ luôn. Đôi mi đôi chân giả lắm. Suốt ngày lắm. Đây là chim già vì nó mùa nó thay lông rất là sơ nên nó yếu, không đấu nhiệt. Cánh này tốt thế, sắp chết nơi rồi. Bộ tương đối là dài nhé. Con đực cúi rồi đấy. Nhìn con người ra. Sút, ôi trời ơi. Chim chuẩn bị sập bẫy nha. Anh em thích con hàng thì liên hệ Đức Hải Dương, số điện thoại 036 5600 511, ship các tỉnh cho anh em. Con này là chắc chắn chim già rồi. Chuẩn bị về đội nhé. 2, 3 nào. Chết. Hàng đã về đội nhé. Nghi là chim sống, nó có phải không? Chim già, rất là già, chân già lắm. Mình đang nghi là chim sống vì nhìn cái mặt nó hơi rụng lông, hơi khác thường. Cây này, cây tràm, cây keo, ok.